Em chào mình, em đã quay trở lại với em Thùng Audio Hải Dương. Tiếp tục về thêm mẫu lọc xì cơ giá rẻ vô cùng chất lượng và anh em không nên bỏ qua thời điểm đầu năm 2024. Đây chính xác là mẫu lọc xì DX 231 mà được rất nhiều anh em lựa chọn chơi phòng hoa từ đỉnh rất là ưng ý. Để chúng ta chỉnh được các giải bass trung chép để chi tiết theo hiệu quả của giảm máy âm thanh của mình. Và bên cửa hàng em bắt đầu về thêm lô hàng và chắc chắn rồi sẽ có ngay một chương trình khuyến mại đặc biệt nhất ở đầu thời điểm năm mới. Khi bên em giảm chỉ còn 1.200.000 đồng thôi là anh em sở hữu ngay cho mình mẫu lọc xì cơ giá rẻ DX 231 rồi. Chỉnh cơ tất cả tính năng từ bát, trung, chép và chỉnh cực kỳ chi tiết. Với mẫu lọc xì này 1.200.000 đồng, bao ship toàn quốc, tặng giấy đặt kết nối. Hàng mới 100% được kiểm hàng chi thanh toán. Đó là gì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp khi anh em khách hàng mua hàng tại cửa hàng Tùng Audio với mẫu lọc xì cơ DX 231. Ngay bây giờ thì cùng với em Tùng kiểm tra hình thức giao diện và các tính năng đến từ mẫu lọc xì cơ DX 231 các nhá. Đây là hình thức giao diện của phiên bản DX 231 các bác. Khi mà chúng ta mua hàng thì chắc chắn rồi chúng ta phải được kiểm tra hàng. Bên em Tùng luôn luôn làm như vậy. Các bác anh em yên tâm hơn trong quá trình các bác anh em nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng, thậm chí em được test thử hàng trước khi thanh toán. Với DX 231 cái phiên bản này thì không còn xa lạ gì với anh em khách hàng nữa cả, đúng không ạ? Em bán rất là nhiều mẫu sản phẩm DX 231 trên thị trường anh rồi và em nhận thấy là anh em đánh giá cực kỳ cao và chất lượng của em này cũng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tinh chỉnh được các chế độ giải bass trung chép. Nhiều anh em chơi nhạc cho gia đình chúng ta rất thích những cái mẫu sản phẩm làm sao để căn chỉnh được các giải bass trung chép theo ý thích riêng của mình. Đấy, khi mà chúng ta nghe nhạc chúng ta tự phối nhạc được với các chế độ bass trung chép thì nó cảm giác là nó chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Và DBX 231 là một trong cái phiên bản như vậy, chúng ta có thể nâng cấp cho dàn máy âm thanh với các thiết bị âm ni đầy liền vang, ghép lối vang hay là thậm chí anh em ghép lối bản mixer loa kéo đều được cả. Với DBX 231 này, một trong những phiên bản lọc xì vô cùng chất lượng của năm nay, BM sẽ sẵn sàng giảm cho anh em giá chỉ có 1.200.000 đồng. Ok, và ngay bây giờ thì cùng em kiểm tra các tính năng nào. Với DBX 231 thì qua đã được nhìn thấy các phím âm lượng tổng đấy, để chúng ta có thể sử dụng tăng giảm âm lượng tùy ý này. EQ bypass, một cái nút rất là quan trọng cho anh em thông qua nhạc, qua lưng qua lọc xì, và có đầy đủ các chế độ lau cắt hay là biên độ để chúng ta có thể chuyển theo cái sở thích cá nhân. Và đương nhiên rồi, cái phần quan trọng nhất đó tính là cái tính năng tinh chỉnh với 31 cần số ở hai kênh. Đây các bác nhìn thấy, từ các cái giải cần số đây các bác, từ 20 cho đến tận là 20kHz, tức là chúng ta căn chỉnh được rất là chi tiết, rất là hiệu quả, chi tiết từ các dạng bass trung chép. Và đương nhiên rồi, ở trên này nó sẽ có ký hiệu sẵn các cái tần số khác nhau, từ 20 cho đến 500, đây là cái phần để cho anh em chỉnh phần giải bass, và từ 630 cho đến 2.5k là từ giải lời, và cuối cùng 3.15 cho đến 20kHz là phần giải chép để anh em có thể tinh chỉnh các dạng bass trung chép hiệu quả theo cái phần nhạc các anh em nghe. Và khi chúng ta gảy các cái phần cần số lên thì anh em sẽ được nghe âm thanh ngay lập tức, nó sẽ thay đổi và cải thiện ngay. Đấy, khi chúng ta sử dụng những mẫu lọc xì cơ như thế này thì chúng ta vừa thao tác rất là đơn giản, anh em sử dụng trong khoảng 1 cho đến 2 lần là chúng ta hoàn toàn có thể tự mình căn chỉnh được các giải bass trung chép hiệu quả theo thích riêng của mình. Các bác cứ gảy cho em các cần số này lên thì ngay lập tức âm thanh nó sẽ theo cái phần mà các anh em chỉnh, cái phần chế độ bass trung chép. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng trải nghiệm âm thanh đến từ mẫu sản phẩm DBX 231. Và ở đây thì các bạn đã được nhìn thấy tất cả các cái phím cần số đây. Em đang để ở chế độ mặc định, tức là ở chế độ phía dưới cùng đấy. Và sau đó thì em sẽ gạt từng các cái cần số này lên để cho anh em nghe được âm thanh cải thiện như thế nào khi mà chúng ta sử dụng mẫu lọc xì DBX 231. Và các bác lưu ý, chúng ta hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất tới từ bộ sản phẩm DBX 231 nhé. Bây giờ em sẽ gạt tất cả các cần số này lên ạ, để anh em nghe được âm thanh các giải bass trung chép nó hiệu quả như thế nào. Đấy, các bác nghe thấy bắt đầu có giải bass này, giải lời đúng không ạ? Giải bắt đầu sáng ra đúng không ạ? Đấy, các bác nghe được âm thanh chưa? Đây là chế độ âm thanh khi qua lọc xì các bác nhá. Tinh chỉnh các chế độ bass trung chép đây ạ.
âm thanh phát ra từ mẫu lọc xì DBX231 rồi đúng không ạ? Các bác nghe âm thanh và cảm nhận như thế nào khi mà các giải tần số em gẩy các cái giải lên từ giải bát này, âm thanh đánh lực tốt hơn không ạ? Giải lời cũng tốt hơn nữa và giải chép lại càng sáng tiếng ra. Anh em nghe nhạc qua lọc xì thì chúng ta hoàn toàn có thể nghe được các cái tông bản nhạc của anh em mà tự mình chỉnh, tự mình phối nhạc và nó rất là hiệu quả. Đấy, các bác đã được nghe âm thanh ở video bên em Tùng làm ở cũng đã test thử cho anh em với chất lượng âm thanh của sản phẩm của DBX231 rồi. Một trong những phiên bản lọc xì vừa rẻ nhưng lại vô cùng chất lượng cho dàn máy âm thanh gia đình hiệu quả để làm cho cái phần nhạc của anh em được căn chỉnh theo cái sở thích cá nhân để các anh em có thể thao tác đơn giản và vô cùng chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì bên Cảng Tùng Audio bắt đầu về thêm mẫu lọc xì cơ DBX231. Nếu anh em đang có nhu cầu phiên bản này, các bác nhanh tay gọi điện theo số điện thoại bên em Tùng 0979629336 để em Tùng có thể phụ em ngay với mẫu lọc xì cơ DBX231. Và số lượng hàng thì ở đầu năm về hàng nó không được nhiều, nó vẫn là hạn chế, nên là em mong muốn là các anh em đang có nhu cầu với phiên bản lọc xì giá rẻ hãy nắm bắt cái cơ hội này để nhận ngay mức giá khuyến mại đặc biệt 1.200.000 đồng với mẫu lọc xì DBX231 đến cửa từ cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Và video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.